Giáo sư Nguyễn Tài Thu qua đời, một trái tim luôn đau vì bệnh nhân đã ngừng đập. Chiều 14 tháng 2, tiến sĩ Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam cho biết, giáo sư Nguyễn Tài Thu, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam đã qua đời lúc 5 giờ sáng cùng ngày. Tiến sĩ Thành cho biết, giáo sư Nguyễn Tài Thu qua đời lúc gần 5 giờ sáng ngày 14 tháng 2, tức là ngày mùng 3 Tết Tân Sửu, hưởng thọ 91 tuổi. Tiến sĩ Thành tâm sự, giáo sư Nguyễn Tài Thu qua đời là nỗi mất mát lớn của ngành châm cứu Việt Nam. Nhưng những thành tựu y học to lớn mà ông để lại vẫn tiếp tục được nhân rộng, truyền thụ qua các thế hệ, tiếp tục cứu chữa cho nhiều người bệnh. Giáo sư Nguyễn Tài Thu, vua châm cứu. Giáo sư Nguyễn Tài Thu sinh ngày 4 tháng 6 năm 1931 tại thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ông là giáo sư bác sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực đông y, đặc biệt là châm cứu chữa bệnh. Ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Anh hùng lao động của Việt Nam. Trước khi qua đời, ông đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội Châm cứu Thế giới, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam và Chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam. Ông có quan hệ về khoa học kỹ thuật với 38 nước trên thế giới và là giáo sư tiến sĩ danh dự của 16 trường đại học ở nước ngoài. Với những thành tựu mà ông đã dày công nghiên cứu và ứng dụng, ông được mệnh danh là ông vua châm cứu, huyền thoại sống, thần kim. Tài sản lớn nhất của ông là hàng chục cuốn sách về châm cứu và lý luận đông y như Tân Châm, Nghiên cứu châm tê trong phẫu thuật, Thủy Châm, Nhĩ Châm, Mai Hoa Châm, Điện Châm, làm cẩm nang cho hàng ngàn y bác sĩ sau này. Đặc biệt, hai kỹ thuật châm tê và châm cứu cai nghiện ma túy được Bộ Y tế cấp phép triển khai với tỷ lệ cắt cơn rất cao, chỉ có 5% đến 10% tái nghiện do Nguyễn Tài Thu phát minh đã được giới thiệu tới gần 50 quốc gia. Trong đó, phương pháp điện châm gây tê cho phẫu thuật của mình đã thực hiện trên 100.000 ca mổ, gồm 60 loại phẫu thuật khác nhau, đạt kết quả 98,3%. Ông cũng đã áp dụng thành công kỹ thuật mãng châm với cây kim có chiều dài tới 60cm để đi vào các huyệt sâu trong cơ thể có hiệu quả cao trong chữa bệnh. Trường phái Tân Châm do Nguyễn Tài Thu khởi xướng bắt đầu từ Thủy Châm. Ông nhận thấy trong khi chữa bệnh, ta vẫn đưa thuốc vào cơ thể bằng tiêm thuốc vào tĩnh mạch, tiêm bắp, vậy ta cũng có thể tiêm thuốc thẳng vào các huyệt để thuốc càng có tác dụng nhanh. Đặc biệt, trường phái Tân Châm do giáo sư Tài Thu khởi xướng sử dụng kim dài châm xuyên huyệt theo đường kinh lạc, hiệu quả chữa bệnh gấp nhiều lần so với trường phái khác và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân khỏi căn bệnh cấp mãn tính như thần kinh tọa, rối loạn tiền đình, đau đầu, mất ngủ, tai biến mạch máu não, cắt cơn cho người nghiện ma túy, chữa bệnh béo phì, rối loạn thần kinh thực vật, cắt cơn hen phế quản. Năm 2000, giáo sư được giải thưởng nhà nước về công trình nghiên cứu phát triển lý luận và hoàn thiện kỹ thuật phương pháp Tân Châm trong chữa bệnh. Giáo sư Nguyễn Tài Thu, tôi là người hay khóc. Cả đời giáo sư Nguyễn Tài Thu đã gắn bó với cây châm, với người bệnh. Ông luôn nung nấu, làm thế nào để chữa bệnh cho người dân đỡ đau đớn, đỡ tốn kém nhất. Dù cao tuổi, giáo sư Nguyễn Tài Thu vẫn nỗ lực truyền thụ tri thức cho các đồng nghiệp, học trò của mình. Ông từng chia sẻ, châm cứu là phương pháp điều trị y học cổ truyền không tốn kém chi phí, không đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, mang đến hiệu quả cao, điều trị nhiều bệnh lý cấp và mãn tính. Bí quyết chữa bệnh của ông không chỉ từ bàn tay vàng và những cây châm thần kỳ mà còn ở tình yêu dành cho bệnh nhân. Ông từng tâm sự, làm thầy thuốc trước hết phải có một trái tim dễ rung động trước nỗi đau của người khác, nhưng để làm thầy thuốc giỏi cần một cái đầu trí tuệ. Là người trải nghiệm qua gần hết phong ba bão táp cuộc đời, thậm chí có lúc phải đối mặt với đớn đau, tưởng như chết đi sống lại. Chính nó đã bồi tụ cho tôi thêm mạnh mẽ. Nhưng tôi là người rất dễ xúc động, dễ khóc. Ông luôn chia sẻ, ông vui với nghề của mình. Ông chọn những cây kim để gắn bó cả đời, vì những cây kim đó có thể giúp bệnh nhân đỡ khổ, giúp những người ốm khỏe lại, giúp xoa dịu những nỗi đau, cứu nhiều cuộc đời. Xin nghiêng mình tiễn biệt ông. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, anh Lê Duy Linh, một học trò của giáo sư Nguyễn Tài Thu đau buồn, thành kính vĩnh biệt thầy, giáo sư Nguyễn Tài Thu, người thầy đáng kính dành cả cuộc đời cống hiến cho dân tộc, ân nhân của hàng vạn người bệnh, hàng vạn cháu nhỏ, người thầy và cũng là tấm gương sáng cho hàng vạn y bác sĩ y học cổ truyền. Chúng con sẽ tiếp tục giữ gìn ngọn đuốc tâm huyết mà thầy hy sinh cả đời để cống hiến cho ngành. Sự ra đi của thầy là một tổn thất vô cùng to lớn cho ngành châm cứu, nhưng thầy vất vả cả đời rồi, đến lúc thầy phải nghỉ ngơi, phải về trời thôi. Thượng đế đã gọi thầy về. Tạm biệt thầy. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa công bố kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán 2021. Theo đó, 107 tuyến xe buýt ở TP.HCM bị cắt giảm gần 56.000 chuyến trong dịp Tết để phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân.
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết sẽ thực hiện chương trình giảm giá vé đến 15% đối với các đoàn tàu thống nhất xuất phát tại Hà Nội, Vinh giai đoạn sau Tết. Theo đó, các tuyến bị giảm chủ yếu đi qua trường học, khu công nghiệp, bến xe khi nhu cầu đi lại giảm mạnh dịp Tết. Lượng xe giảm nhiều nhất ở ngày 30 và mùng 1 Tết như tuyến số 150 bến xe Chợ Lớn ngã ba Tân Vạn giảm 350 chuyến, số 53 công viên 23 tháng 9 Hiệp Phước giảm 200 chuyến. Số 3 bến Thành Cộng Hòa bến xe An Sương giảm 159 chuyến. Ngoài ra, 4 tuyến trợ giá 43, 50, 52, 86 và 3 tuyến không trợ giá 602, 613, 618 ngừng hoạt động trong dịp Tết. Để hạn chế gây xáo trộn trước việc nhiều tuyến bị giảm chuyến, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng cùng các đơn vị vận tải theo dõi tình hình các đầu bến, lộ trình hoạt động nhằm điều phối tăng cường xe phù hợp. Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án xây dựng cầu vượt trước bến xe Miền Đông mới trên xa lộ Hà Nội có nhiều gói thầu và được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021. Được biết, trong đầu quý 2 năm 2021, hầm chui trước bến xe Miền Đông sẽ được vận hành. Cụ thể, từ tháng 3 năm 2020, đơn vị đã khởi công các gói thầu. Đối với gói thầu XL1 xây lắp cầu số 3 và cầu bộ hành, dự kiến hoàn thành hạng mục cầu vượt số 3 vào cuối tháng 4 năm 2021. Đối với gói thầu XL3 xây lắp đường chui nhánh phải, phần đường 6,5m tiếp giáp với bến xe Miền Đông mới đã hoàn thành. Còn các hạng mục còn lại như phần đường chui dành cho xe máy và ô tô con lưu thông để tránh xung đột với xe ra vào bến xe. Phần đường tiếp giáp quốc lộ 1 chiều sáng sẽ hoàn thành trong tháng 4 năm 2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như các phương tiện giao thông được tiếp cận với bến xe Miền Đông mới. Ban Giao thông đang tiến hành đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều dự án kết nối tại khu vực. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong năm qua, các hãng hàng không Việt Nam đã đảm bảo tỷ lệ các chuyến bay cất cánh đúng giờ lên tới 95,4%, tăng 9,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2020, với tỷ lệ gần như tương đương của các hãng hàng không đứng đầu trên thế giới. Trong giai đoạn ngành hàng không thế giới chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, những kết quả khai thác của ngành hàng không Việt Nam vẫn là điểm sáng. Đường bay trục Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong những đường bay nhộn nhịp hàng đầu thế giới. Tỷ lệ đúng giờ là 95,4%. Trong khi đó, tỷ lệ đúng giờ bình quân của hãng hàng không Mỹ 2019 cũng như các hãng châu Âu chỉ xấp xỉ 80%. Nguyên nhân của việc chậm hủy chuyến bao gồm nhiều yếu tố như thời tiết, kỹ thuật, khai thác, thương mại, tàu bay về muộn, trang thiết bị và dịch vụ tại cảng cũng như nhiều lý do khác. Tháng 1 năm 2021, đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh là đường bay đông thứ hai thế giới. Thưa quý vị, hiện tại tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng phá rừng ở các điểm nóng tại các xã Hương Lâm, Hương Liên, huyện Hương Khê, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh, Sơn Kim, huyện Hương Sơn, huyện Vũ Quang, Kỳ Anh như trước đây không còn. Tuy không còn điểm nóng vi phạm lâm luật, nhưng ngành chức năng Hà Tĩnh vẫn sẽ đảm bảo 50% quân số trực bảo vệ rừng. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, để ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng như lấn chiếm, khai thác, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép trước, trong và sau Tết trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với chủ rừng, chính quyền các địa phương thành lập đoàn công tác bám những địa bàn trọng điểm, yêu cầu tối thiểu 50% quân số tại các đơn vị trực thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa của việc bảo vệ rừng. Trong khi cả nước đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Tân Sửu năm 2021 thì trên tuyến biên giới, các chốt chặn tổ tuần tra kiểm soát vẫn không ngơi nghỉ, tạo ra lá chắn thép nơi biên cương Tổ quốc. Từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện trở lại cho tới nay thì cán bộ chiến sĩ biên phòng của tỉnh Hà Giang đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, vừa là lực lượng chủ chốt trong ngăn chặn phòng chống đại dịch COVID-19. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC16. Đây là năm thứ hai đại úy Hoàng Văn Toán lỡ hẹn về quê ăn Tết với gia đình. Trong câu chuyện giữa anh và người vợ thân yêu qua điện thoại luôn xen lẫn những lời chúc Tết nghẹn nghẹn nước mắt. Em ở dưới này chúc các anh các chú ở trên đấy luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước giao cho và luôn là chỗ dựa vững chắc cho vợ con ở dưới này. Bốn anh em cán bộ chiến sĩ ở chốt kiểm soát biên giới phòng chống dịch COVID-19, khu vực mốc 457 thuộc xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc hợp lại thành gia đình nhỏ. Tình cảm ấm nồng của đồng đội, sự động viên kịp thời của gia đình đã giúp họ vượt qua cái khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết, địa hình, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó. Cái đặc biệt nhất là ý nghĩa năm nay là tôi phải thực hiện phòng chống dịch. Cái thứ hai còn phải đi tuần tra bảo vệ biên giới. Đấy, nó khác với mọi năm.
Mà còn về hậu phương gia đình thì chúng tôi cũng có gọi điện về nhà động viên cho vợ con cái thứ cũng hiểu và cũng thông cảm cho. Chúng tôi cũng thường xuyên cố gắng động viên anh em là cố gắng đi tuần tra kể cả sương mù, dùng hết những cái biện pháp là cao nhất để mình cố gắng là không để cho những người trót lọt vào địa bàn, làm tốt công tác phòng chống dịch. Để thực hiện công tác tuần tra phòng chống dịch COVID-19, 100% cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Xín Cái đã tự nguyện ở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Tuần tra các tuyến đường mòn, lối mở, khu vực đơn vị quản lý. Từ khi nhận nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán đến nay, các anh chưa về thăm gia đình. Tất cả đều quán triệt tinh thần, hết dịch mới về. Trong cái dịp Tết Nguyên đán này, thì chúng tôi cũng đã tăng cường cái quân số ở trên biên giới, tăng cường cho các chốt, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như là công an, quân sự và y tế để thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Trước Tết, tại điểm chốt kiểm soát biên giới trong những ngày đầu xuân, các anh được đơn vị, chính quyền địa phương, các đoàn thể và gia đình chăm lo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định, cung cấp đủ quân trang, vật dụng chống rét và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, chủ động chăm lo đầy đủ chế độ Tết. Những tình cảm đó, cùng với những lời động viên của gia đình, người thân, đã tạo động lực giúp các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nơi biên cương, địa đầu Tổ quốc.